Mưa gió quá anh chị, vừa về mẫu Innova 2019 nè. Xe chuẩn cho ba anh em nha. Nước sơn liền lẹt đẹp là đời cao. Đời này anh em mua về chạy gia đình là ok 7 chỗ. Gầm cao nha. Dòng mâm đúc nguyên bản của dòng Innova nè. Đây là bạn nghe cô chú anh chị nha, form mới hết toàn bộ rồi nha anh em. Thùng mình sơn si chuẩn nè, hai cụm đèn mí tinh. Đây anh chị nè. Nước sơn là khá là chuẩn chu. Đây anh em, đó là form dáng của em Innova. Anh chị nhá, nhìn bốn cánh cửa rất là đều, sơn si gì, nói chung là cản trước cản sau cũng có sơn dặm. Anh chị thấy đời nào cũng chả có sơn dặm đúng không ạ? 66A08706 rồi 2.0 nha. Em này chạy đâu đó lanh quanh rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 8-9 lít thôi. Hai cụm đèn phía sau, đèn ngang nguyên bản, đèn lớn hết của dòng Innova. Chữ Toyota nè. Anh chị nè, khá là ok. Chất sơn rin còn, em này sơn rin đâu đó còn lanh quanh từ tầm cỡ 70% thôi anh em. Mẹt tem theo xe nè. Ngoài đô thị có 8 lít rồi. Anh chị thấy không? Đây anh em, nội thất ở trong à, bộ ghế nỉ của em nó vẫn còn nguyên bản hết. Đời này thì chắc chắn rồi. Ghế nó sẽ như thế này, ghế nỉ. Và chữ nè, chữ Innova phát sáng nè. Và dàn lạnh của em nó đây. Đó, dàn lạnh âm trần hết nha. Trần thì chủ nhà lên cái bộ trần Caro 5D rồi. Tắp bi sạch sẽ, tắp lô, những vân gai nè. Còn khá là chất. Keo chỉ thì rin không cứng cũng lỗi. Mở nó cargo lên cho anh. Tắp bi đẹp nè. Nỉ nè, nỉ theo xe hết. Hệ thống keo nè. Keo rin nguyên bản nha anh chị. Vô lăng nè. Đây anh chị. Vô lăng đời 2019 nè. Chúng ta có đàm thoại cuộc gọi. Củ số bao da là bao rin. Em này máy rin số rin. Chủ nhà lên màn hình Android, cam hành trình full hết cái tất cả các tính năng rồi. Đây qua đây chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ rất là hay của form mới nè, song kính nè. Rồi hệ thống eco là hệ thống tiết kiệm xăng. Và đây là chế độ cân bằng điện tử. Ha, chế độ chọn đồng hồ. Đồng hồ mạc tem của em nó còn theo xe hết nhá. Đã xem đi được bao nhiêu ngàn rồi. 142.072 km nha cô chú anh chị nha. Đó, đồng hồ đúng chuẩn luôn. Trợ lực nhẹ, rất là êm. Hệ thống cảm biến đây. Ok chưa bà con, côn ca số khá là mới. Sạch sẽ cho anh em nha. Mẫu này đi ok anh em ạ. À, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô 400 mấy chục triệu cho anh em. Hợp lý không? Cục máy nè. Đó, cục máy của 2019 nổ êm. Và đây, hai bên là xương. Xương chậu của em nó là không có dấu hiệu là móp méo. Và hệ thống tán nó carbo nè. Tán nó carbo là chưa mở nha anh em nha. Đi đôi là ABS 4 máy thôi. Form mới của cục máy thiết kế sẽ khác. Khác phong cũ rất là nhiều. Dàn xương đầu nè. Dàn xương đầu là không có dấu hiệu đâm pha cứng lỗi trên chiếc xe nè cô chú anh chị. Đó, dàn xương đây. Anh em chuẩn bị coi tiếp hai bên. Bên này cũng vậy nè. Nó sạch sẽ nha anh em nha. Được chưa? Đây, quay mấy cái chi tiết sâu sâu cho anh em dễ coi. À, tán nắp capo nè. Ở trong là chưa mở nè, cái thứ hai nè. Tán nắp capo nè, chưa mở nè. Được chưa anh em? Đó, hệ thống keo chỉ cho nó capo rin hết nha, nỉ cách nhiệt theo xe nè. Đinh bấm cho nó capo nè, còn đẹp như thế này. Đây cục máy nè. Cục máy mặt nắp cò chưa mở nè cô chú anh chị. Mặt nắp cò chưa mở thì chắc chắn với bà con rồi. Không có chuyện mà làm máy đâu. Với lại Innova là mẫu xe nồi đồng cối đá mà. Mới 2019 anh chị tính đi có mấy năm trôi qua làm sao có chuyện làm máy được. Có điều là mẫu này chạy hơi nhiều. 142.000 thì so với đời 2019 là chạy hơi nhiều. Nha cô chú anh chị nha. Đó là Trần Anh đã báo thẳng rồi. Vuông góc là như thế. Két nước của Toyota theo xe hết rồi bà con. Đóng nắp capo lại đêm. Tỷ lệ xe đời càng cao thì không có chuyện làm máy. Bốn vỏ đâu đó 80-85% gầm vọng ở trong. Không có dấu hiệu là mục mọt nha cô chú anh chị nha. Và anh em trải nghiệm phần cốp sau nè. Rộng rãi cho anh em nha anh em nha. Đây là phần cốp sau. Đây anh chị, phía sau là chúng ta có băng chứa đồ rộng nè.
ghế phía sau nè là treo hết toàn bộ nha, treo hết toàn bộ cho anh em hai bên luôn. Anh em thấy ok không? Keo chỉ ở trong cánh sau là nguyên bản hết nha, không có đâm pha lỗi lầm. Rồi, cùng với cho anh trải nghiệm tiếp tục phần phần gầm xe. Đây là cái phần bọng dè trước, bọng dè nè. Bà con thấy bọng dè đẹp không? Đó, bọng dè là nguyên bản nha. Quan trọng người bán hàng người ta thật thà, người ta bán hàng có tâm thôi nha cô chú anh chị nha. Hộp số cầu sau bao rim nè, được chưa? Tán 7 màu ở dưới dàn ngang của em nó còn nguyên bản nè bà con nè. Cục máy nè, khô réo, hồ sơ ký rút được. Riêng mẫu xe miền Tây này thì Trần Anh sẽ bao rút hồ sơ cho anh em hết toàn bộ trên chiếc xe nha anh em. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô, 400 mấy chục triệu mẫu này, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Em khép lại chương trình tại đây này. Trần Anh, see you and goodbye.